Đây là clip cho một lần đi bắt con hôn, con giòn, con nhóc bằng tiếng nha anh em. Đây là cái tiếng mở ra để cho nó ra chạy ra chạy vô. Còn cái bản này là bản mới nhất nha anh em. Cái bản kia là nó cũ rồi, bản này là bản mới. Anh em nào đi rừng mà cần tiếng con hôn, con giòn, con nhóc, nhím đá, nhím đuôi dài, nhím chuột, cái con trên màn hình nè anh em, thì anh em liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như cung cấp bán cho anh em cái file chuẩn, file gốc. Thì Thuận đăng cái bài này lên là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Nhưng mà khi anh em mua là không có bị bài nhạc chèn vô, với lại không có giọng người nói nha anh em. Thì ngoài ra bên Thuận có tất cả loại tiếng chim, trộm, sóc, thú rừng. Anh em bấm vô kênh Sân 7 để tìm hiểu thêm, hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp để Thuận biết anh em cần file gì để mua bán trao đổi nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chào anh em. Bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.